Thưa quý vị, làm giàu từ nông nghiệp không còn là một chủ đề mới, tuy nhiên làm giàu như thế nào thì vẫn luôn là một cái vấn đề đang được rất là nhiều người quan tâm, nhất là đối với những người trẻ, họ muốn thành công trên chính mảnh đất của ông cha của chúng ta, đúng không? Vâng, và thông thường thì tôi nghĩ rằng là mọi người thì thường là sẽ lựa chọn những cái loại cây trồng hoặc là những cái vật nuôi mà mang tính lợi thế của địa phương hoặc là có triển vọng về thị trường để có thể đầu tư. Đó là cái từ trước đến nay thôi. Tuy nhiên hiện nay tôi thấy là có một cái trường hợp vô cùng đặc biệt này chị Hoa, đó chính là những người nông dân của chúng ta họ lựa chọn làm giàu từ những cái cây trồng mới, thậm chí là chưa từng được trồng thử nghiệm ở bất kỳ một địa phương nào đâu. Câu chuyện của người nông dân tên là Nguyễn Thanh Phong ở tỉnh Sóc Trăng với cái mô hình làm giàu từ cây dừa dứa là một cái ví dụ điển hình đó. Vâng, cây dừa dứa thì hay còn gọi là dừa xiêm Thái Lan, một cái loại dừa rất là ngọt và thơm, thanh mát, và đặc biệt là nước dừa thì có mùi dứa vô cùng là hấp dẫn. Cây dừa này thì thường được trồng nhiều ở Bến Tre và không ai nghĩ là nó sẽ phù hợp với vùng đất duyên hải ngập mặn ven biển Trần Đề Sóc Trăng của anh Phong, đúng không ạ? Rất là nhiều người cho rằng là cái ý tưởng của anh Phong hiện giờ là phi thực tế và nó không có gắn liền, và thậm chí là còn nhiều người suy nghĩ rằng là anh Phong sẽ khó có thể nào thành công được đó chị ạ. Vâng, và nếu quý vị và các bạn tò mò về con đường làm giàu của anh Phong như thế nào thì xin mời quý vị và các bạn đừng bỏ qua phần tiếp theo của chương trình. 500 cây dừa dứa được anh Phong mạo hiểm trồng trên chính vùng đất lúa của quê hương Sóc Trăng của mình. Để thành công, anh Phong đã trải qua không ít thử thách. Anh đã quyết định chặt toàn bộ số dừa ta trong vườn để trồng dừa dứa nhằm hạn chế tối đa việc thụ phân chéo. Anh Phong cũng bỏ công tìm hiểu tỉ mỉ những loại sâu bệnh của dừa dứa. Anh quyết định chỉ chọn những loại thuốc không có tính lưu dẫn và chỉ sử dụng khi cây còn nhỏ. Khi cây cho trái thì anh chỉ sử dụng các chế phẩm sinh học, thuốc thiên nhiên để xua đuổi côn trùng nhằm cho ra những trái dừa sạch, an toàn cho người tiêu dùng. Đúng rồi, trồng cái dừa dứa này thì cái tập tục sống nó thì cũng giống như cây dừa ta của truyền thống hồi xưa thôi. Nhưng mà nó là đặc thù, cái loại cây nó có cái mùi thơm, có cái hương vị đặc biệt. Thì cái cách chăm sóc mà để xử lý sâu bệnh thì nó cũng phải là có một cái lập trình định kỳ rõ ràng để mà mình ngăn ngừa được sâu bệnh. Anh Phong cũng rất nhạy bén trong việc quảng bá thương hiệu bằng công nghệ thông tin, trong đó có việc giúp người mua truy xuất thông tin nguồn gốc của dừa dứa. Việc áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật cùng công nghệ để quảng bá sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm đã giúp cho nông trại dừa dứa của anh Phong ngày càng phát triển, giúp anh mang về lợi nhuận lớn mỗi năm. Mỗi gốc dừa dứa có thể giúp anh thu về từ 4,5 tới 5 triệu đồng. Cái hướng tới đang mở rộng diện tích bằng cái cách là liên kết với nông dân họ trồng. Thì năm 2020 này sẽ làm thêm một cái mô hình nữa, đó là đóng lon hoặc là sấy khô trái để mà cung cho thị trường cả nước. Đối với việc biến đổi khí hậu như hiện nay, cây dừa dứa của anh Phong tỏ ra là một giải pháp tốt cho vùng xâm nhập mặn, lại là sản phẩm có đầu ra tốt trên thị trường. Vườn dừa dứa của anh Phong còn có dự định trở thành một homestay, là một điểm dừng chân cho nhiều du khách tham quan.